Công suất biểu kiến. Ta tiến hành thí nghiệm như sau: nối một cuộn dây với một điện áp xoay chiều 50Hz như hình bên, đo cường độ dòng điện, điện áp và công suất với máy đo công suất, so sánh tích số của điện áp và cường độ dòng điện với chỉ thị của máy đo công suất. Ta sẽ nhận thấy rằng công suất tính được lớn hơn chỉ thị của máy đo công suất. Giá trị này còn có tên gọi là công suất biểu kiến. Như vậy, khi nhân trị số đo của điện áp và cường độ dòng điện, ta được một công suất ảo, không có thực, được gọi là công suất biểu kiến S. Ta tính công suất biểu kiến S theo công thức như sau. Máy đo công suất chỉ thị công suất thực P. Công suất thực P sẽ bằng trị số trung bình của tất cả trị số tức thời P bằng U nhân I. Do sự lệch pha giữa dòng điện và điện áp nên công suất thực P luôn nhỏ hơn công suất biểu kiến S. Công suất âm nghĩa là năng lượng được cung cấp ngược lại về lưới điện như ở hình sau. Trong các phần của chu kỳ với công suất dương, năng lượng được lấy từ lưới điện. Hiệu số giữa năng lượng dương và năng lượng âm được biến thành công thực, công hiệu dụng bên trong cuộn dây.